Vâng, đây là hàng khủng vừa về trong sáng nay. Thì những con 5.000 VZ em về rất là nhiều trong đầu năm cho đến giờ. Thì đây là con về sáng nay, cực đẹp cho các bác nha. Bác nào lấy thì alo cho em. Mấy con vừa rồi thì về là đi ngay. Thì sáng nay về là một con 5.000 VZ này, tem nhôm nha các bác. Những con này là tem nhôm cực kỳ đỉnh rồi. Nó về tem nhôm một quá phê rồi. Và một con 2402 thì có bác chốt rồi. Thì con đó em sẽ không có quen. Đây, bác nào lấy con này thì alo, con này nặng lắm. Thao tác thì que nó cũng cực, đẩy qua đây lại cực ồn. B em này không phải là các bác có sức khỏe lớn, tại vì nặng nó các bác trai trẻ thanh niên nó bê được nha. Còn các bác lớn tuổi thì là nhờ con cái nó đang bê cho, tại nặng cực kỳ khoảng 35 kg quá. Đây là phía cành hông bên trái này. Phía trên là còn nguyên, chữ chiếc còn nguyên luôn, quá đẹp. Hay là phía trên này các bác. Hàng từ bến về là cái quai nó không có bạn trước đâu, nó để phía sau như thế này để đóng hàng, chứ khi về là mình vặn ngược lại nó như nó sẽ như thế này, chứ để ra mở mở vận chuyển là nó si quẹo ở ngoài quá, đóng không kỹ cái quẹo á. Lúc về em đó có que cho các bác cùng xem rồi đấy, đẹp tuyệt nha. Con này giá thì bên em vẫn chào bán các bác là 33.500.000 nha. Con này thì được chuyển qua điện 232 rồi nha các bác. Những con này thì con này điện 120 này các bác, nhưng mà em đã chuyển qua rồi, nhờ thợ chuyển qua rồi, chứ không chuyển là không có cái ổ áp nào mà chịu nổi những con này đâu các bác. Tục áp hết, không đủ điện nha. Những con này mà các bác phải chuyển qua 220 nha các bác, chứ còn để điện 100 hay là 110 là mình xài mình nghi nó không có hay, nó không có đủ điện nha các bác. Tất cả cái man hay là chơi gia đình cái ổ áp các bác á, 5-6 kg cũng không đủ đâu, các bác phải chuyển qua 220 hết, nhờ thợ nó chuyển cái rác qua mới đủ điện tải được. Qua điện 220-230 thì xài điện nó ổn định và các bác nghe nó khá quát liền à. Những con 5.000 VZ đó là phải chuyển qua 230 hết nha các bác. Hay là cầu loa đường tín hiệu vào 6L35 tem nhôm, phải tem nhôm là phê rồi các bác, cực kỳ nòi. Rồi, sau này em sẽ mở bên trong để các bác cùng ngắm nha. Giá nó 33.500.000. Bác nào chuyển khoản đủ em bớt vài trăm nha. Đấy, các bác thấy nó nặng quá nên là thao tác một que đẩy qua đẩy lại cũng mệt cực kỳ luôn. Chủ yếu là máy rất là đẹp. Các bác thấy còn cái bút này, một zin theo vô sản phẩm luôn này. Crown Macrotech 35.000 VZ à, vừa lần trước. Rồi sau đây em sẽ mở và mời các bác cùng ngắm. Nó chạy hai tăng phô xuyến cho hai kênh riêng biệt nha các bác. Vâng, đây là cấu hình của con 5.000 VZ. Các bác thấy chỉ nó là dài đẹp luôn. Đây các bác thấy phần IC cũng như là phần công suất, hai cầu chì zin còn nguyên hết nha các bác. Rồi lê cho mỗi kênh, tăng phô xuyến nằm dưới hai cái quạt. Đây. Đây, bác nào chốt con này thì alo cho em liền nha. Mé từ không cho đến bên trong đều rất là đẹp nha, máy chắc bãi về, chủ yếu là mặt tiền quá đẹp và nắp còn nguyên chữ luôn nha, còn những ba cái tem mà còn nguyên luôn. Tất cả hoạt động hoàn hảo, các bác chỉ việc và liên hệ cho em Chiến và sở hữu em nó thôi nha. Đây là hai quạt này các bác, đấy, tầng quạt nó sẽ có cái tầng phô riêng và hai tầng phô xuyến này, một cái này, hai cái này, đấy. Đây, chuyển cầu là chuyển chỗ này này các bác. Chỉ có hai tăng phô luôn nha, mấy cái rác này chỉ có thợ điện tử người ta đo người ta biết chỗ nào điện chuyển qua 220 người mới chuyển được nha. Còn nếu các bác nào mà đang có những cái con mà điện 110 thì nhìn cái này chuyển y dài, chỉ dài chuyển y dài là thành 230 này các bác. Rồi em Chiến xin chào và hẹn gặp lại các bác video tiếp theo. Vâng, em Chiến giới thiệu và mời tất cả các bác cùng ngắm ba hoa hậu Aquafy Pro 5. Đây là một trong những dòng bao công suất cực kỳ đỉnh cấp của hãng Aquafy. Thì nó trang bị là 40 sò công suất 1500W và phía trước các bác sẽ thấy được là 48 lỗ thoát hơi và hai volume tăng to nhỏ cho mỗi vế mỗi kênh và hai đèn tia nhảy phía trước với thiết kế cực kỳ là hầm hố và sang trọng đẳng cấp. Ba con này là ba con hoa hậu nha bác, cực đẹp, đẹp gọi là hết nắp đây các bác. Đây,
Đây là con thứ nhất, đẹp gọi là sắc nét nha. Đây là con thứ hai, gọi là con thứ ba. Đây là phía trên sản phẩm, mời tất cả các bác, phía trên nó sẽ có cái sơ đồ còn nguyên hết luôn cho tất cả các bác nha. Đây các bác thấy ngắm đồ đẹp nha. Đây là những con máy chất bãi từ nước Nhật về, chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Các bác sẽ thấy được cái độ sắc nét và độ đẹp của nó. Còn là máy tuyển hết nha các bác. Điện áp 100V, 1500W. Các bác thoải mái chơi những dòng loa cao cấp, full, boss, vân vân. Những dòng loa sạc win, BMB vân vân. Vừa nghe nhạc, vừa trưng bày, vừa hát karaoke gia đình. Những con này nghe nhạc, nếu các bác mà có một những con rè cực kỳ hay thì gíp vào nó thì quá tuyệt vời. Rè đèn hay là những con rè chuyên nghe nhạc. Đấy thì sơ bộ em nói như thế, thì giới thiệu và thông báo là các bác là em có về được 3 con. Bác nào mình sưu tầm những con bao danh tiếng của Aquafy Pro 5 này thì liên hệ cho em Chiến qua hai số điện thoại ở trên tấm biển trắng trắng kia, 0978338114 hay là 0965770227. Em giao hàng và ship hàng toàn quốc cho tất cả các bác. Giá nó là 27 triệu đã bao gồm phí ship. Bác nào chỉ không đủ thì em bớt 300, là còn 26 triệu 700 ngàn là bao gồm phí ship nha các bác. Còn cọc tiền thì các bác cọc khoảng 2 triệu trở lên, cọc tiền thì vẫn giá 27 nha các bác. Phí thu hộ thì bên người mua chịu nha các bác, em chỉ là bao ship thôi. Bên vận chuyển họ lấy phí thu hộ là thu 10 triệu thì họ sẽ lấy 100 ngàn, còn thu 20 triệu họ sẽ lấy 200 ngàn, cứ 10% giá trị thu hộ nha. Em thu hộ thì nó tốn tiền phí lắm các bác, nên các bác nào mình chiến con đủ thì em sẽ bớt một số tiền nhất định đấy. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Các bác nhớ đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất nha.